Họ sẽ mua xe mới thôi. Nó còn mệt mỏi hơn nữa. Mà anh nghĩ sao ông bảo không cho cái xe? Tại sao không cho cái xe? Không cho cái xe là mấy đại lên nó bận gì cho khi chuyển hết đồ đạc qua đây? Đúng không? Thành. Không cho cái xe sao chuyển hết đồ đạc qua đây? Đúng không? Chắc kỳ cục không? Làm sao mà không có chuyện đó được? Với lại đang nói gì vậy? Cái buổi sáng nó rất là sớm. Nhớ không? Cái lần mình đi với bé Đại không? 8:15 mình đi mà 7 giờ cái nhà bé Đại rồi. Hiểu. 7 giờ cái nhà mấy đại đó là đã đi ra bỏ qua đã đi qua nguyên một cái khúc ở làm ở làng bỏ hơn rồi mặt đó là xe còn nhiều nữa mà nó qua cái đại nó liền nguyên đó nó lại dừng cái làng luôn là tự nhiên ngáp luôn á mình phải đi bộ nữa. Mà em không nghĩ là chuyện bé Đại sẽ vào này mà ông bảo không cho bé Đại cái xe máy đi đâu. Nó mất đi cái lớp bột mình chạm, cái lớp bột qua cái gì nhớ không? Mất cái lớp vôi rồi bởi vậy mới làm sao. Chứ còn cái lớp ở dưới lớp bê tông mất cực thấm hút cực kỳ tốt luôn mà. Ông qua anh chào hồi nào buổi chiều á hả? Đó là cái lúc mà. Lúc đó là chà cho nó phẳng để chóc hết mấy cái miếng kia ra. Đúng không?
Ừ. Hiểu hơn. Ừ. 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 Chỉ sợ bị con nhà cặp. Chỉ sợ bị ba má bắt gặp. Ừ. Ừ, mà có con mình. Ừ. Thank you.
ý là nó rớt thì nó rớt, nhưng mà vấn đề là cái ví dụ mà xong xong nó đóng lại ố là luôn á. Để lắp bao nhiêu? Thank you.
Nãy chát cái bế đại đúng không ạ? Gì? Bế đại nói là nói mà ba mẹ không có tin cái lý do bế đại đưa ra. Thì cái chuyện mà nhổ răng khôn á, thật sự là vậy mà, chứ đâu có phải là nó xạo đâu mà mẹ bế đại không tin chuyện nhổ răng khôn kia là sợ phiền ba má. Sao tự nhiên lại hỏi, tự nhiên mẹ bế đại lên thì hỏi mình lý do, trong khi là phải hỏi bế đại chứ, đúng không bé mèo? Ừ.
Ồ. Ừ thì em có nói gì. Ừ. Đâu phải lỗi của anh đâu. Mà mấy đại là không tin chuyện đó mới ghê chứ. Mấy đại là không tin. Mm-hmm.